Chào mừng các bạn đến với kênh Sadek TV. Hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái địa điểm check-in vừa mới khai trương và đưa vào hoạt động tại làng hoa Sadek. Đó là điểm du lịch nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình đến tham quan cái điểm du lịch này nhé. Thưa quý vị các bạn, từng gây sốt và thu hút hàng chục ngàn du khách với cái hình ảnh ngôi nhà úp ngược, thì những ngày gần đây, điểm du lịch cộng đồng San Nhiên Garden tọa lạc tại ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc lại tiếp tục gây sự chú ý với nhiều du khách gần xa khi nơi đây vừa đưa vào hoạt động cái chiếc thuyền buồm có kích thước lớn để phục vụ khách tham quan chụp ảnh và trải nghiệm. Đây cũng là cái mô hình thuyền buồm đầu tiên xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc cũng như tại miền Tây đó các bạn. Chiếc thuyền buồm này thì được xây dựng trên diện tích khoảng 300 m². Chiếc thuyền thì có bề rộng khoảng 9,5 m và chiều dài thì lên đến 37 m các bạn. Riêng cái độ cao của khoang thuyền thì 2 m và đặc biệt là cái cột buồm cao đến 30 m. Thì theo quản lý của điểm du lịch này cho biết thì chiếc thuyền được xây dựng trong khoảng thời gian dài đến hơn 4 tháng mới hoàn thành. Thì tổng chi phí đầu tư cho cái chiếc thuyền này là khoảng 2,5 tỷ đồng đó các bạn. Thì chiếc thuyền này được đặt tên là Sa Nhiên Trip. Đây là cái chiếc thuyền mà được mô phỏng từ cái chiếc thuyền Caribe và những cái chiếc thuyền khác ở phương Tây. Chất liệu chính để tạo nên chiếc thuyền này là Sembor. Bên trong chiếc thuyền thì gồm có 5 căn phòng được thiết kế gồm 2 phòng tranh 2D và 3 phòng trải nghiệm. Thì hiện tại thì 2 phòng tranh 2D cũng đã hoàn thiện và phục vụ khách tham quan đến đây chụp ảnh. Riêng 3 phòng trải nghiệm thì đang trong giai đoạn hoàn thiện các bạn. Dự kiến sẽ các hoạt động trải nghiệm như là làm thuyền trưởng, truy tìm kho báu, trưng bày hầm rượu hay là mô hình vũ khí thì sẽ được điểm tham quan này hoàn thiện và đưa vào phục vụ du khách trong dịp Tết dương lịch sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ anh Trần Minh Đào, một trong những người quản lý tại cái điểm San Nhiên Garden này, để tìm hiểu thêm về cái chiếc thuyền này. Xin chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết là cái ý tưởng từ đâu mà mình lại tạo ra cái chiếc thuyền này để đưa vào hoạt động phục vụ du lịch ạ? Nhằm cái mục đích để du khách đến làng hoa Sa Đéc thì không chỉ ngắm hoa, không chỉ có các cảnh mà để chụp ảnh của truyền thống nhân gian hiện, nhưng mà đến với khu Sa Nhiên Garden thì du khách sẽ được trải nghiệm những cái mô hình độc đáo, mới lạ. Thì đó là cái ý tưởng để đem mẫu thuyền của Caribe về tại làng hoa, nhằm tạo nên một phối cảnh hài hòa giữa làng hoa và một cái gì mới và lạ độc đáo của năm nay. Trong quá trình thực hiện thì có rất là nhiều khó khăn, bởi vì đây là một mô hình mô phỏng kích thước thật của chiếc tàu Caribe, rồi có nhờ các thợ, các nhà thầu thì họ cũng gặp nhiều khó khăn, bởi vì đây là đầu tiên họ thi công cho nên có rất là nhiều khó khăn trong vấn đề thực hiện, cộng với thời tiết bất lợi cho nên là có gặp, nhưng mà cũng đã đảm bảo tiến độ thi công. Khi đến tàu của vùng biển Caribe thì du khách sẽ trải nghiệm được tham quan các phao gian phòng để chụp ảnh, để check in, có những khung cảnh đẹp và độc đáo, mới lạ. Rồi ngoài ra thì cũng có ngoài ra có các dịch vụ như giải khát, ăn uống.
để nhằm phục vụ tuần lễ du lịch của thành phố Hoa Sa Đéc và cũng như là đón Tết Dương lịch cũng như là Tết âm lịch, thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện 100% các hạng mục để đầy đủ nhất. Thì các hạng mục thì bao gồm hiện tại thì đã đưa vào hoạt động phòng tranh vẽ 2D và tương lai thì sẽ có các phòng mô phỏng bên trong của các của tàu KDB, bao gồm nhiều gian phòng để chụp ảnh, các bạn chụp ảnh mới lạ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Xin chúc cho cái điểm du lịch của mình thì ngày càng có thêm nhiều du khách đến đây ạ. Đây là cái phòng tranh 2D đã đưa vào hoạt động. Thì chúng ta thấy là những cái hình vẽ dân gỗ ở đây chỉ có hai cái tông màu chủ đạo, đó là màu trắng và màu đen đó các bạn. Tuy trắng đen thấy đơn giản nhưng mà nó tạo nên một cái phong cách cổ điển châu Âu, giúp nhiều du khách có những cái bức ảnh rất là đẹp. Thì những ngày qua thì điểm du lịch này cũng đã có khá đông khách tham quan từ các nơi đến đây tham quan, chiêm ngưỡng chiếc tàu và chụp ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cảm nhận của một vài vị khách tham quan khi đến tham quan và chụp ảnh tại đây nhé. Chào chị ạ, chị có thể chia sẻ cho mọi người được biết là cái cảm nhận của chị khi mà mình đến tham quan cũng như chụp ảnh tại cái chiếc thuyền buồm này không ạ? Xin chào mọi người, mình thì ở Sài Gòn mới xuống và mình cũng đang đi tìm kiếm một cái địa điểm tham quan ở Sa Đéc, và cũng rất là vui khi mà được người dân ở đây, các cô chú ở đây rất là thân thiện và chỉ cho mình cái địa điểm là nhà úp ngược. Và vô đây mình cảm giác là một không gian rất là thoải mái, một không gian nhiều cây xanh và có một cái con thuyền rất là đẹp và hoành tráng. Trong này thì chủ nhân trang trí con thuyền có nhiều cái không gian, nhiều cái phòng cho mình chụp hình rất là sáng tạo và ấn tượng. Thì mình nghĩ đây là một cái địa điểm có thể rất là thu hút khách du lịch, và mình chắc chắn là sẽ cho cái đoàn của mình sắp tới về đây để mà tham quan và sẽ có những cái bức hình rất là đẹp ở con thuyền cũng như là không gian hoa lá nơi đây. Thì bản thân mình thấy là rất là thích, cảm giác như là một không gian yên bình, và cùng với đó là cái người dân ở đây rất là thân thiện và dễ mến. Đó là cái điều mình rất là thích và ấn tượng. Mình đến đây mình tham quan cũng như chụp hình thì mình thấy chỗ này là có những cái mà nó độc lạ đẹp, mình thấy mình vừa ý và mình thấy cảnh cũng đẹp nữa. Mình khi nào mình về thì mình sẽ giới thiệu bạn bè nào Facebook, Zalo, rồi mình cũng giới thiệu và hướng dẫn các bạn đến đây để chụp hình, với lại cũng quảng cáo cho cái đồng tháp của mình nữa. Theo đại diện quản lý của điểm du lịch này thì hiện tại chiếc thuyền đang trong giai đoạn hoàn thiện. Thì hiện nay thì điểm du lịch này cũng đã mở cửa phục vụ khách tham quan chụp ảnh rồi các bạn. Với cái giá vé là 40.000 đồng dành cho người lớn và 20.000 đồng đối với trẻ em có chiều cao từ 0,9m đến 1,3m. Riêng trẻ em dưới 0,9m thì được miễn phí. Thì cái giá vé này thì bao gồm tham quan cả khu nhà úp ngược và cái khu thuyền buồm này đó các bạn. Riêng các cái hoạt động trải nghiệm khác thì sẽ tiếp tục đang được hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong dịp Tết Dương lịch tới đây. Thì bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một số cái hình ảnh tại cái điểm khu thuyền buồm này nhé. Thì thời điểm mình đến quay cái video này thì cũng là lúc mà có nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh ở cái khu thuyền buồm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân các cái vị khách tham quan này để xem những cái góc ảnh đẹp ở đây nó như thế nào nha các bạn. Từ ở ngoài đường lớn thì chúng ta đi vào đến cái khu này thì chúng ta có thể chụp ảnh ở cái phía bên ngoài cái đường đan đó các bạn.
một cái tấm ảnh toàn cảnh cũng rất là đẹp về cái chiếc thuyền này. Không chỉ độc lạ mà cái chiếc thuyền này thì nó cũng có nhiều cái góc ảnh rất là đắt. Khi mà các bạn đến đây thì đảm bảo là chúng ta sẽ có những cái bức ảnh đẹp từ những cái chiếc ống khói nè, cho đến những cái khung cửa sổ ở trên cái thuyền này. Đặc biệt là chúng ta khi mà đứng trước mũi tàu đó các bạn, thì từ bên đây nhìn qua bên kia thì chúng ta có thấy cả cái ngôi nhà ấp ngược bên kia luôn. Nếu các bạn muốn làm thuyền trưởng thì chúng ta có thể chọn cái góc ảnh ngồi lái vô lăng. Cái vô lăng này nó có thể tự xoay được các bạn. Riêng trong cái các cái phòng tranh 2D thì chúng ta thấy là những cái bức tranh định vẽ với hai cái màu trắng đen thôi, nhưng mà nó nhìn trông y như thật các bạn. Ví dụ như là từ cái cửa sổ nè, từ cái tấm màn nè, cho đến những chiếc đồng hồ, nó tạo một cái không gian rất là đặc biệt. Đây, rất là nhiều cái góc ảnh đẹp. Và đây là một số hình ảnh mà các du khách đến chụp ảnh tại cái điểm du lịch thuyền buồm này nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy cái điểm du lịch này hay và độc lạ và video hấp dẫn thì các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng biết và đến trải nghiệm tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.